มันได้เงินเปลี่ยนđây là tàu Thả Thính vừa nhập nhận từ Hà Nội về. Này chín luôn. Rồi bắt đầu đập hộp tàu Thả Thính nhập khẩu từ USA nha. Trung Quốc bà ơi. Được giao từ Vua Mô Hình Hà Nội. Người bán là Vua Mô Hình Hà Nội. Đây. Đây quay cận cảnh cho mọi người xem đây. Đó đây. Hoặc là Vua Mô Hình .com. Đây và đây là bộ điều khiển của nó đây. Nhìn thì rất đẹp, rất bắt mắt, nhưng mà không biết cái này nó lâu rồi sao. Đây. Đây anh em tham khảo. Dài khoảng 50. Để dài là 50 nha anh em. Đây 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 đây. Ngang 25. Nhìn rất chi là mượt. Đây. Và có hai con sau là hai con đó để là để đồ ăn Thả Thính Thả Thính nha. Để được là trọng tải của nó là chở được 1,5 kg nha. Cái này là nhìn rất đẹp và rất bự nữa. Nhiều pin nó đầy lên đây kìa, không nó có mặt luôn là thêm bỏ hết vào đó. Trong hộp có gì đây? Để cái này sạc hướng dẫn. Đây là sách hướng dẫn nha. Hết rồi. Mấy cái chứ mấy? Sạc, thuyền, bộ điều khiển. Hết rồi. Tàu gồm có tàu anten, điều khiển. Thấy chán nhất là điều khiển đây là chạy bằng pin mà pin còn ó. Đúng khổ. Biết mà cái loại mà ép đua kia nó điều khiển bằng cái gì, pin gì ấy. Pin này hơi bị đẻo. Điều khiển này hơi bị đẻo. Số rồi. Pin cái này là 5200 A. 2V. Sạc thì chắc cái này đúng rồi. Để cắm sạc cắm vào đây. Là sạc. Trong này có dây nối. Để nối thử và chạy thử nè. Chạy thử này. Cắm hai cái dây này vào. Sáng hoặc lên sáng.
Đây nha. Lá lít nó đang quay nha. Trên phải. Đây. Rồi, chuẩn bị hào thủy. Chuẩn bị hào thủy. Rồi, ok. Chạy thử, chạy thử. Có bên này này. Bá nhiều quá. Lâu quá. Mẹ bỏ lên bỏ ốc đá xuống, bỏ vài ốc đá lên. Bỏ vài ốc đá lên nè. Chạy đi, chạy chạy nhanh thử. Con này là tàu để thả thính mà nó chạy 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 chậm. Con này trọng tải 1,5 kg mà. Xa lên, con này điều khiển được 500 m mà, xa lên. Xa thử.